khi mình đi một cách im lắng như vậy rồi, thì một lát sau thì chúng ta sẽ cảm thấy toàn thân của chúng ta, cái sự nhận biết nó sẽ lan tỏa khắp. Khi mình bước một bước chân, cái sự va chạm với mặt đất mình cũng rõ biết, áo quần của mình đụng chạm vào da thịt của mình cũng biết, cái luồng không khí lạnh mát nó chạm vào da mình trên mặt mình cũng cảm nhận được. Tức là cùng một lúc mình sẽ thấy rằng cái sự nhận biết của mình nó lan tỏa khắp người của mình, và lúc đó tâm của chúng ta nó hoàn toàn nó tĩnh lặng, không nghĩ về quá khứ, không nghĩ về tương lai, không lo lắng, không sợ hãi, thì mình đang ở trong cảnh giới của hữu dư y niết bàn. Thành ra chúng ta cố gắng tập những cái bước chân của mình thật là vững vàng, thật là thoải mái, và như vậy toàn thân của chúng ta cân bằng và cái tâm của chúng ta cũng được tĩnh lặng, nó sẽ nặng hơn. Thì khi mà mình biết được, lấy ví dụ như bên phải của mình nó nặng hơn, nó tê hơn, thì như vậy nó làm cho mạch máu cơ bắp bị chèn ép, thì lúc đó chúng ta bắt đầu những cái bước chân sẽ chỉnh bước chân và hơi thở của mình đồng nhịp để chúng ta điều chỉnh lại cái sự mất quân bình đó. Chẳng hạn như khi bên phải của mình nó nặng hơn, thì khi chúng ta bước cái chân phải thì lúc đó chúng ta thở ra, khi chúng ta bước cái chân trái xuống thì chúng ta hít vào, bước chân phải xuống thì chúng ta thở ra. Đó, thành ra tùy theo mình sẽ lắng nghe cơ thể của mình và mình sẽ điều chỉnh bước chân, hơi thở và cái sự bế tắc trong người mình, thì từ từ mình sẽ điều chỉnh lại cái sự mất quân bình đó.